Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tóm tắt câu chuyện về một người cậu của mình đi lạc trong rừng đã hơn 4 ngày qua. Và cái đoạn đường này là chúng mình đang đi vào phía bìa rừng để tìm kiếm. Và cái khúc này là mọi người đã nghỉ ngơi và đã chuẩn bị ăn cơm để lấy sức để mà tiếp tục hành trình đi tìm kiếm người cậu mất tích trong rừng đã hơn 4 ngày qua. Người cậu này đã đi từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 để với đi là để kiếm đóng trong rừng với lại để măng, nhưng mà vẫn chưa có tin tức để trở về nhà. Hiện tại thì lực lượng chức năng với kiểm lâm và người dân đã hỗ trợ lẫn nhau để tìm kiếm người mất tích trong rừng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về người cậu đã bị lạc hơn 4 ngày. Với tuổi già sức yếu thì với cái độ khó của để mà tìm người kiếm người cậu trong rừng này rất là khó, mùa mưa bão. Với lại mọi người cũng đã cố gắng hết sức và tìm kiếm những dấu vết có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng nhất. Lần này thì mỗi đội đi khá là đông, một đội chia ra tầm 10 người và những phương hướng khác nhau để tìm kiếm. Mong rằng sẽ tìm kiếm sớm và để giúp người mất tích trong rừng để trở về với gia đình. Thì với cái điều kiện thời tiết mùa mưa bão như thế này, đối với anh em mình thì một tìm kiếm một người trong rừng sâu như thế này rất là khó. Khu rừng này là khu rừng Nam Tất Tiên, với diện tích nó gần tới rừng xã Đắc Luông và cũng có thể là rất là khó khăn. Vì muốn sống cuộc sống gia đình mà người cậu này đã vào rừng để mà kiếm nấm và măng để mà đem về bán kiếm chút ít để mà chút ít tiền để mà trang trải cuộc sống. Thì hiện tại mọi người cũng đã rất là đuối vì vừa có những trận mưa rất là lớn và đi thì cũng rất là khó khăn, phải leo đồi leo dốc, phải tìm những chỗ mà nó rậm rạp để mà kiếm người, nhưng vẫn chưa có kết quả. Anh em cũng đã rất cố gắng và luôn sẵn sàng để mà đối mặt những cái gì có thể nói là nó sẽ đến.